Cây này là cây phèn đen, tức là một trong những cây mà lúc này tôi bảo là một trong những cây thuốc quý đấy, nó cũng rất hay. Là cây nào trước bệnh là thì quý thôi, cây nào cũng quý thôi, nhưng mà cây này hay bởi nó đa tác dụng mà cũng hiệu quả. Thứ một là bị zona thần kinh, dời leo, các thứ, thì các bạn có thể lấy lá nhai đắp, dịu cũng rất nhanh. Thứ hai là cái lá cũng để chữa rất độc cắn. Phèn đen. Thứ ba nữa là trong trường hợp mà bị kiết lỵ. Ví dụ như là kể cả hồi xưa các cụ nuôi con gà, con lợn mà nó bị gì phát là chặt cái này quẳng vào cho nó ăn lá. Tiếp theo nữa là cái cành của nó, lúc nãy tôi nói là trong cái bài thuốc để chữa viêm cầu thận. Tiếp theo nữa là cái cành của nó các bạn, trong trường hợp mà bị thoái hóa, vôi hóa cột sống, thoát vị, đĩa đệm, các thứ liên quan đến cột sống, đau nhức xương khớp thì thử dùng một cái liệu trình. Cái này khoảng độ 10 ngày xem thế nào. Chặt mỗi cành nó sẽ uống. Liều có tầm bao nhiêu? Cái này nếu mà khô thì nếu mà đục dùng độc vị thì cái này khoảng độ 50 gram bình thường. 50 gram luôn ừ. Bình thường cái này bình thường mà. Còn phối hợp thì có thể nó sẽ ít hơn, nó giảm. Phối hợp thì khoảng 20 gram. Chứ còn nếu mà độc vị cái này 50 gram thoải mái không sao? 50 gram cái này nó một nhúng bởi vì nó toàn gỗ. Đây là một cây bé thôi đúng không anh? Cái bé. Còn nó có những cây dây nó to lắm. Dùng cành cái thân của nó chị, thân của nó cành độc thân, vị luôn. Độc vị luôn. Vâng, cứ thử dùng một liệu trình xem nhé. Con cá này cũng thấy công dụng hay không? Đó. Một quả ăn được, một quả chín ăn được. Giống chủ. Đem hết cả mồm. À biết cái gì phóng hết. Đó, nó to lắm to. Cái này là cái gì?